Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý 1, đánh giá kết quả hoạt động những tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Ban đại diện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với các ban ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương các xã thị trấn triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Ngay từ đầu tháng 1 năm 2023, tiếp nhận từ ngân sách huyện với số tiền 800 triệu đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao để kịp thời giải ngân cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.019 triệu đồng, tăng 243 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng dư nợ. Cùng với đó, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm, tổ vay vốn, chất lượng hoạt động tín dụng, quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thu lãi, giúp cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện được duy trì ổn định và hiệu quả. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội báo cáo tóm tắt hoạt động trong quý 1 và những tháng đầu quý 2 năm 2023, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá về các vấn đề liên quan, đặc biệt là tình hình nợ xấu, mục đích sử dụng vốn, hiệu quả vốn vay, các chương trình, vấn đề ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội, xử lý nợ rủi ro, v.v. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong những tháng qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ngân hàng và Ban đại diện Hội đồng Quản trị cần tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của Ngân hàng, đặc biệt là công tác quản lý nguồn vốn vay, công tác thu nợ, giảm nguy cơ nợ quá hạn, lãi tồn đọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở nhằm bảo đảm nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Phát huy vai trò của tổ trưởng, lựa chọn những người có đủ uy tín, năng lực, phải biết sử dụng công nghệ thông tin, năng động trong hoạt động, gắn chức danh của chi hội trưởng của các chi hội để thực hiện hài hòa giữa thực hiện chính sách, vừa phát huy tốt được hoạt động ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong quản lý hoạt động của các tổ vay vốn, hoạt động vốn vay và các đối tượng chính sách cho vay, để vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2023 đã đề ra.